Liên quan đến vụ đốt nhầm phòng trọ, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Bạch Ngọc Minh, 33 tuổi, ngụ tại phường Trung Dũng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai để điều tra về hành vi giết người. Trước đó, rạng sáng ngày 23 tháng 4, đối tượng Bạch Ngọc Minh điều khiển xe mô tô chở canh xăng đến phòng trọ số 11 của gia đình anh Nguyễn Văn Ánh ở tổ 6, khu phố 1, phường Tân Hòa, thành phố Biên Hòa, đổ rồi châm lửa đốt. Anh Ánh phát hiện phòng trọ bị cháy, đã kêu cứu, được người dân phá cửa phòng trọ, xông vào kịp thời, đưa anh cùng vợ và con trai 10 tuổi bị bỏng nặng đi cấp cứu. Gây án xong, Minh trốn đến tỉnh Bạc Liêu, đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Đồng Nai điều tra, truy xét bắt giữ ngay sau đó một ngày. Qua đấu tranh, Minh thừa nhận đã đốt nhầm phòng. Minh cho biết có mâu thuẫn tình cảm với bạn gái từng ở trọ tại dãy phòng trọ trên. Do bạn gái đòi chia tay nên Minh đã mang xăng tìm đến phòng trọ của bạn gái đốt để hù dọa. Tuy nhiên, vì lâu ngày không đến phòng trọ của bạn gái nên không nhớ rõ. Vì vậy, Minh quan sát ba phòng trọ, thấy một phòng không khóa cửa bên ngoài nên nghĩ đó là phòng bạn gái đang ở cùng với gia đình chị gái, nên lấy móc nhôm phơi quần áo uống thẳng ra rồi buộc chặt cánh cửa lại, sau đó đổ xăng ra ca rồi hất vào lỗ thông gió phòng trọ gia đình anh Ánh đang ngủ và châm lửa đốt.